Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah dalam samlok yok ompi pertien abot teatun nang panyaha ka zakat mih ning prak che ka zakat mih ning prak ni doj dai jeung ban romlek khnie nang ompi lakhan mu chumnuon hai pontae vi nang mien lakhan mu chumnuon tiet chumveng panyaha mih ning prak ni hai nang masalah mu chumnuon dai peapon to nang ka panyaha mih ning prak ni ae cheng teatun nang panyaha zakat mih ning prak yeung nang hai tha mih ning prak keu chi robos dai mien tamlai đã Allah Subhanahu wa ta'ala ban bằng cả sự rạng mặc lộc từng muôn nếp chẳng bậc quân na hơi đại miền trọc sự mặt miền đường phạm nếp sol lớp vì sự trời trời cá cứ Allah Subhanahu wa ta'ala cho bạn đã lẽ khăn ở quát cứ chạy 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 rồng lê từ đó lẽ phạm hát ta mới dạy trọc sự mặt ở bậc quát đại quát miền vì ở đây đã Allah Subhanahu wa ta'ala đó là sự kiểu quát hay như những khơi khá ta Allah cho mình chạy tiền tiền sự rạng nhầm rồi bậc Allah đã sau vì sự đầy trời cả nút chùm luôn còn mà cứ tích tôi bỏ khuất ta sân vào những kết phí hoặc bọn đạo Allah cho mình chạm bằng đạo lời cố cứ liên sạc rạp xem xem ai Allah subhanh ta la ban mà chạy nằm trong Quran chùm mình phát tang đại bằng hai vì phiếp chạm bạch này ca trên giả cắt miền nâng bạc hai bà sân bà bộ côn là hai đại cọt ở trên tế cứ cọt nâng trớ tự tuôn khó trớ chùm bộ mục bạc nây sạch sạch lắm đã Allah subhanahu wa ta'ala cầm nọt xâm rạp ngay bỏ rộ lộp xâm rạp bậc cố đáy mình prôn chanh giả khách nơi trọc xâm bạc đã có miền đồ Allah ban miền bần tùl tha Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Surah At-Tawbah ayat 38 hai sầm rập nét đại tự tuôn ban liệp sạc rạ chỉ miệt chỉ prạ hai bài tự chỉ phụ kê mình pro mầm bình ca bồ đề chạ tiền nước không một hai đồng bảo Allah subhanahu wa ta'ala miền ta mà quay đó Allah subhanahu wa ta'ala bằng cọp bạch chia tiền đúng và bashir hum bi azabin alim Allah ban để dạy một căn Nabi yên Muhammad sallallahu alaihi wasallam cho nét đau đầm đằng rìa đó phụ kê cứ nét đạo bồ đề để chạy tiền nút hả nơi toàn là cam đồ mà hạ sàn chưa chặt một phật chân chúng lên đi một cô na hơi đầm miên lại khả năng thuật quan hơi tai bài tới khi mình bồ thưa tam bắt bị chia được Allah cứ trời tới tới tuổi nơi bập cảnh chân cái na Allah đã toàn là cam miên đấy thà pro cả được cứ chặt mạnh trời tới phứ bao mình phứ cứ trời tới tới tuổi nơi tùng tam tùng vừa phật cam tùng tam tùng vừa bập luôn là luôn bán trật tự prasah mu tiet robah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang man min prasah ha ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaih min nar fa uhma 'alayha fi nar jahannam fa yaqwa biha jambaha وَجَبِينَهَا وَظَحْرَهَا كُلَّمَا بَرِدَتْ وَعِيدَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِكْدَارُهُ 50,000 سَنَةً حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ هذا هو نحن كتاب مسلم من ذلك مجح تراب سمات ناجي ميه رفرق من ذلك مجح تراب سمات ميه رفرق đại quát miền là khả năng trục tròn hai đại quát bài tới chi mình bẩm bình nơi phía là cách nó bằng miền đường bạc sầm đau từ lứa thá đọ giặc cạn quát thưa tề quát mình hốt giặc cạn thì nút Rasulullah bảo mình chạy thà nơi thứ hai kỳ giải mặt trọc sầm mặt miền đường bạc bỏ quát nâng Allah thưa tới chi tiền một tiền slo chi một tiền sầm rạp vô máu một tiếng ông bị phơi nở cả, thôi ta chỉ lo hạt thiên một tiếng bị phơi nở cả nít, hơi vô một cha bọc cồn nâng tay mà đó, mình đi thả, sầm bát nâng cứ chỉ sầm bát đấy, vô một thôi ba mà chặt cồn quật bình tay mà đó, cứ Allah chỉ mà chặt bàn, vô bọc cồn luôn rồi cứ vô tiếng lo hạt luôn, vô một đốt nơi chùm hiên, nơi chùm hiên luôn là bọc quát,
នៅក្នុងរបស់គាត់ហើយរាល់ពេលដែលលោហៈធាតុនេះវាតិចផ្ទាំងលោហៈធាតុមួយផ្ទាំងដល់អល់ឡោះបានធ្វើដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាតិចអ៊ូអ៊ីដាសអល់ឡោះឲ្យវាទៅជាឲ្យក្តៅឡើងវិញហើយអល់ឡោះធ្វើអញ្ចឹងជារៀងរហូតហើយអល់ឡោះនិយាយមកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃកិយាមាត់ក្នុងមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃកិយាមាត់គឺស្មើនឹង 50,000 ឆ្នាំនៃឆ្នាំដុនយ៉ានៅពេលវេលាដុនយ៉ានបីបានបន្តថាអល់ឡោះនឹងធ្វើតនកម្មរយៈរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះកាត់សេចក្តីរវាងមនុស្សលោកទាំងអស់មានន័យថាថ្ងៃដែលកាត់សេចក្តីធំនោះរហូតដល់ពេលនោះចឹងយោងតាមហេតុរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងផងដែរថាបុគ្គលណាហើយដែលមិន ព្រមចេញសកាត់នៅពេលដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយនោះគាត់ត្រូវតែទទួលបាបកម្មពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយថ្ងៃកិយាមាត់មិនខានទេចំនួនមាសនឹងប្រាក់ថាតើចំនួនប៉ុន្មានដែលជាប់សកាត់ហើយទៅត្រូវចេញប៉ុន្មានហើយរបៀបនៃការចេញសកាត់នេះយ៉ាងដូចម្តេចឧលមាបានលើកឡើងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមថាមាសការណាគ្រប់ចំនួន
គឺចំនួននោះជាប់សកាត់ហើយដោយឡែកប្រាក់គឺតលតែមានចំនួន 595 គឺជាជំនាញមាសហ្នឹងណាអានេះបានគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងចង់និយាយថាមាសសុទ្ធដែលគ្មានលាអ្វីសោះគឺ 85 ដំឡឹងហ្នឹងតើអញ្ចឹងហ៊ុនជីដំឡឹងហ្នឹងតើអញ្ចឹងហ៊ុនជីដំឡឹងនេះប្រហែលជាស្គាល់តែត្រឹមតែស្រុកយើងទេដែលយើងធ្លាប់ប្រើជាទូទៅណាមិនតក់យើងដែលយើងប្រើពីដើមមកគឺប្រើតែភាសាគាត់ចេះនិយាយក្រាមអីទេគាត់ដឹងថាបើមកហ៊ុនឬក៏មកជីឬក៏មកលីឬក៏មកដំឡឹងអីហ្នឹងគាត់ចេះប្រើធៀបពិតរបស់វានៅលើសកលលោកនេះគឺគិតជាក្រាមគីឡូក្រាមអីហ្នឹងតើអានេះមកគេច្បាស់និយាយតាមដែលលិនធ្លាប់បានសួរជ
ដែលយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់របស់យើងបាននិយាយថាមាសកាលណាដល់ចំនួនពីរដំណឹងបីជីគឺចប់សក្តិមិនខុសទេយ៉ាគឺអាចខុសគ្នាហ៊ុនលីបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែច្បាស់វាគឺយើងគិតជាក្រាគឺច្បាស់ជាងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់មានមាសសល់ពីសេចក្តីត្រូវការចង់និយាយថាគាត់ទិញទុកមកទិញហើយចាក់សោនៅក្នុងប្រអប់ទុកអានេះសល់ហើយលែងប្រើប្រាស់ចំនួន 85 ក្រាមដែលគិតថាបើយើងពីរដំណឹងបីជីដូចដែលយើងធ្លាប់មកយើងសកថាហ្នឹងថាពីរដំណឹងបីជីចឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងគឺចំនួនហ្នឹងជាប់ហើយសក្តិមាសហ្នឹងឬក៏បុគ្គលហ្នឹងក៏ទិញមាសទុកហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ទិញប្រាក់ប្រាក់ដួងចឹងប្រាក់សុទ្ធដូចនេះបានរហូត 560 ក្រាមមានន័យថាចំនួនដែលគ្រប់ថ្ងៃនោះគឺត្រូវចេញថ្ងៃនោះគឺមិនមែនទេលក្ខខណ្ឌដូចដែលយើងលើខាងដើមមកហើយថាលក្ខខណ្ឌទូទៅសម្រាប់អ្នកចេញសកម្មទីមួយគឺអ៊ីស្លាមទី2អ្នកដែលមានសេរីភាពដល់ថែមទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលទៅទៅនឹងមាសនឹងប្រាក់នេះគឺចំនួនចំនួននោះគឺសំដៅទៅលើថាគ្រប់ចំនួនអម្បាញ់មិញដូចនិយាយថាមាស 85 ក្រាម ឬក៏ប្រាក់850ក្រាមអានឹងចំនួនចឹងលក្ខខណ្ឌ3ដល់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតសម្រាប់មាសនិងប្រាក់នេះគឺគ្រប់អាយុមានន័យថាវាទាល់តែគ្រប់មួយឆ្នាំបានច្បាប់កំណត់ឲ្យចេញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 19 ខែ4 2020តែយ៉ាងចាស់បុគ្គលកម្នាក់ជាអ្នកមូស្លីមជាអ្នកដែលមានសេរីភាពគាត់មាន រីស្គី រហូតដល់មាសប្រាក់របស់គាត់ដែលគាត់សល់ថាជាមាសចាស់ គាត់ទិញមាសទុកម្ដងទិញម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃទី 19 ខែ 4 ហ្នឹងគឺគ្រប់ 85 ក្រាមឬក៏លើសពី 85 ក្រាមអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃណាដែលគិតចាប់ពី 85 ក្រាម
Cúp chùm nuôn 35 gã, chùm nuôn nó cứ chùm nuôn chọp ha. Chắc khi kết về ngày này tới, lớn lên ưu tới hỏi là ngày này, ngày đồng bốn này. Chỉ thế ngày đấy, bậc côn mà đánh cứ phân biệt bạ bọc đó, cúp chùm nuôn. Chắc khi chạp ra kết về ngày này tới, thì ngày đồng phùm buồn này tới. Chắc rồi hô đòi chân làm cả rối, ngày đồng phùm buồn, khai buồn, bì con mà phải môi thay chân cho. Miếng bậc côn nó ọt chốc bì 35 gã, nó cứ miếng tới lại. Cả ơn. Chẳng cứ phê vị liên hóa cho phê vị liên đấy có trời trên giờ cát hỏi thì kết ở dụ phê mạch nằm này chẳng phải tôi là cực buôn lệ thanh chẳng mến mến đây thanh là khá là xua thắng cho bờ ngay để có trời cho đo chùm luôn giờ cát mà là ngay đòn buôn có tâm ban phê giờ lăng bày trí nhắc hốt mà hóa tệ cứ tôi là mạch nằm cáo mạch nằm dương ai hốt nông thang ngay mạch nằm nó cứ ngay cả đại lên mạch nằm tiết rứa có những ai hôn môn đồng bạn ưu tư hỏi là ngày đồng bốn những ai hôn ngày đồng bảy rồi đồng phân đồng mũi rứa có môn nâng có bạn này ưu tư hỏi được cả này đây là lượng là pisa cái đầu những ca giải khác cứ chỉ về xét cứ là không khai đồng một đón nhé nhạc lá cứ quát bậc kết vì về liên giải khác mà quát ai tha thoát khai đồng một đón rứa có đọc về khai đồng đón chứ những ai tiếng bọn đang khai đồng một đón đó mấy chỉ ca mũi nghi xuống rứa có lỗ sầm lấp cả chạy rụm lệ đó là để khoác hạt của chỉ sự đây là ca sầm lấp khai đồng một đón chương phiên này cướp chùm luôn hời cướp lẽ khăn hời ảnh mạch nam hời hai chùm luôn nó vừa thoi cho phí phải sắp răm gram đi miên tả lại chương kia thật kết nhận mấy chương đòi khu bầu ví như bảo bị khu chốc đòi khu bầu ví vì có trở vô chùm luôn miên hệ quận miên nó thật ớt nó còn mai người đó anh ấy dựng ưu thì họ tiếp cho bơ hầm tử lớn là khá cứ miên là hốt đó lọc một lần cho ra bốn đọc phê một lần chương còn mai người đó dừng vô viên máu cháy chùm luôn xài sập chân mê chai là bao biết cái chùm luôn sai sập chân cái nào dừng chai máu dừng khứa nhá là tập hoa hoa lá chai luôn hơi cứ chỉ chùm luôn đại cho giờ cát nông mi rồi gặp chùm luôn prắc đại dương mi là không đại còn dương hay cướp lại thành này chân xuôi đi ao để chọn chỉnh cứ mi prắc từng ao đại dương mi hay cướp lại thành vô mà chai nên chùm luôn sai sập mê bao biết cứ sai sập là bị prapi tha rubu lỗ suri là cứ mi này chùm luôn sai sập cứ trời tại trái nó chạy sai sấp hơi phò chạy bờ biên đôi hơi cứ chỉ chìm nuối này chọc giờ cát nông chầm nóng trọc sầm bận này dừng miền nông ca đầm đầy miên hằng prạ dừng chạy theo việc nai ưu tờ họ trong ô lâm là bàn lượn lang hà cào cứ biết bi tung cứ bàn này miền này thà bờ lấy đi chạy việc nai cốt tề về trời tại miền cứ biết hồ chơi dừng vô trường cào cứ biết bi tung ta cứ lấy những người có chìm nuối miền những người tích việc hôn về ly về tiếp mấy tên chúng mình ấy thế à, nên cứ vô trong cõi cứ việc bị tung tới khơi của ma bên đây, ưu thì họ đã chạy tới khơi bảy chi, bảy hồn, bảy ly, bảy xí, vô tập pi cứ biết, pi cõi cứ biết pi tung tới cứ bạn à, bà chạm vô là hồn đó, vô lấy lá chạy mình lại đi, nếu cứ tiệt tôi đừng phải nhả, miết sót, prạ sót, đại lấy sầm nuôi môi chùm nuôi này cùng môi dưới tay để xua thái chốt bờ sân chỉ, bộc côn lấy gọi miên biết thì gọi tinh thế miệt, họ tinh thế prạ tục. Bạn ta có miền rụp bây ở bàn xinh xinh. Biết thà rụp bây ở bàn cứ trong sầm nào tới lươi thà lươi gà đá hoa dưới. Nên kìa bạc biết thà rụp bây ở bàn cứ lươi gà đá đôi chì lươi riêng hoa dưới. Lươi đông, hiểu ưu thì hỏi chung một lươi như thế nào. Lươi đà la, lươi bát, rồi có lươi ếp xinh xinh. Nên nó có miền lươi nâng vinh. Bạn ta có miền tràn. Số thà quát trời chọc giả cắt được gọn. Rương với trời chọc giả cắt. Lươi cắt trời chọc giả cắt. Rụp bây ở bàn cứ rụp bây ở bàn nó hơi cứ chí đồng lầy. Này xong để rẽ này vậy vậy thì mùi mùi chẳng biết những phần này câu với chuyện đồng lại đây chẳng lôi ở rupay ở bán câu chuyện đồng nang ấy đồng lại còn đây phần này số thay dương chùm luôn bồn mán để dương ai đang thay chọn giờ cả dương lùng bạc không ca cầm nọt còn tác kề miến rupu muốn xong rap chuyện cốt đại dương vô mà ăn được bạn chứ dương lương lang mà mình thầm miến phải sẽ pram gà cứ chùm luôn để chọn giờ cả bà sân chỉ prắc cứ đòi hốt đòi pram rồi cái số pram gram thì chúng luôn để tới chọn giải cắt chẳng rupee bây giờ ban xây xây rupee bây giờ ban chỉ lôi riển chỉ lôi đông chỉ lôi ban chỉ lôi đà la cả đời ao tài rupee bây giờ ban ni ai tình mi rưỡi cả prắc sật mi ban phải số pram gram bà tình mi hơn ban phải số pram gram tại tình prắc ban phải số pram gram chúng luôn rupee bây giờ ban nó cứ chọn giải cắt nhưng ưu thế họ thà lôi riển bật giờ này ưu thế hỏi thì dương nghĩa đọc liền ưu thế hỏi đấy nè chẳng đọc liền nhưng mà dương kích nên tìm ra dương ai tinh biết bàn 35 gram
chẳng miền lấy thần lối đọc liên niệm cứ chỉ chùm nuôn này cướp chùm nuôn chóp giả cả hà và ta thật thương mà tiết cứ lẽ khăn xem xe như là hốt đòi dụng mà chẳng làm bảo vì chẳng ưu thoa bà cô mà nẹ con rẽ sang lối bà quả tục là hốt đọc bàn đọc liền hay đọc liên đến cất miền nông thông tìm sáng cứ ai tính mang tay sẽ phạm gạo chẳng bà sân bà đọc mà chẳng làm cái rồi ngay thì đọc bùm buồn thay buôn bì bò nộp hơi mùi chẳng lối cạo bà quả nó vô mà chạy nó sai sập mà lời riêng bà con đó nè, rồi bây giờ bạn riêng bà con nó cứ chạy sai sập mà khơi chầm thoa chạy của má nó hái cứ chía chầm luôn là tôi chọn giặc cả lời xem xây của đôi thế này chơi là mình chạy làng quanh thà cái bắp cô bà dưỡng cứ tìm mũi miệt tìm pi phạt và sân bà lời đọc liền mạnh mới nên tinh mi hận má nó thoa đầm miết về thay và thay bà sân thì dưỡng màu vơi mà mơ phạt mình những ai tinh mà pram rồi cái sự pram gram có chầm luôn rồi bây giờ bạn bà dưỡng nó chọn giặc cả nè chơi như tình miết của bạn tình bạc của bạn mình kết kết đồng lại với ai tình bạn chúng luôn lôi vào đằng lôi đồng ở đây lôi ba ở đây lôi đờ la ôn thật lôi đờ la nhưng miền thì con đờ la thành chẳng cho thì họ ai tình miền mang phải sáu trăm gram nó tiêm xa bên đây thành đồng hai khi chúng luôn là chó lôi nó khi chúng luôn là trục trình sẽ cắt hàng chứ cứ xua lên trong cả kết rupee của bạn chẳng đi chung với mấy sao là môi chúng luôn ưu tiên họ thế tôi nói ba nhà hàng này khác của con miền miệt ăn đo cướp 55 gram ấy dương dương với sa sa mai người ta ăn đo cướp như từ lần bảy chỉ đấy còn miên miệt đây là sa lắm hả mà tầm lần còn tất cả miên rupee bây giờ ban lôi riêng lôi từ họ cả sa pram liên riêng hết thầy nhận cho bà sân chị bộ miên đấy này tầm lại miên đấy mà từ lần đấy miên sập đấy hai nâng à pram liên mạnh mới lôi riêng liền bà sân bà coi từ tinh chỉ miên một cái miên bộ chỉ môi nào miên là miên mà từ lần đấy ai bạn pin từ lần bảy chỉ được 85 gram làm được rồi. Xua thả ta lôi miếng để miếng nên hai nên rút bây giờ bán chỉ lôi riêng nên tao bốc cái chỗ này là được rồi. Cái này nếu làm mà miếng cả thì lập ní hai đài tiền sản đại đài rừng tăng hai đài trầm trời chỉ cái nút cứ mình tao bốc thì của lôi pin đi tập hết khóc ní mua chỉ miếng mua chỉ lôi rút bây giờ xem xem. Chẳng dừng bạch bốc chỗ này tên. Mình đi khai bờ sân thì miếng nó vừa trúc chùm luôn bao viên. Vì từ lần bay chi được 85 gram trình mà vì tần hay lôi riêng bao nhiêu nè phần sân mà vì mình trúc chùm luôn rồi hốt nó cho giờ cắt ra cứ hốt từ tam khu bốn tam quả biết lại thực hiện thấy nên cứ chỉ mới sợ làm môi chùm luôn đấy bọn cô nhớ xuống bàn tay cao nó cứ miếng cá thì là phần gì bàn tay tay sơn nặng thì chả cứ đại miếng hoa tang từng rừng nếu cứ bằng hai trạc á mình có bảy bị trôi lôi cái gì có phép tại sao có phép lôi nếu cứ khó phần gì mới sợ làm môi tiết cứ mới sợ làm trong thà ta xong về đẹp prà chỉ miệng rưu chỉ prà xâm nào tới lưu cường lùm ọc luôn rồi bỏ sợ trầy phết có đầy tới chỉnh chiên tới cổ vơ tới xài cổ tới ní chọp giả cắt rưu cổ ọt ní chìa mẹ xả lạc khi lập ní thông mùi đáy nông mẹ xả lạc giả cắt để tiện tôn lùm bánh hàng miệng prà hay xong về đẹp prà khả nông chùm nào ông ca lựa lạng rồi bỏ ủ lầm ní cứ chọn xâm nào tới lưu thà tiền sản thì mỗi bàn lượng lần thà xong phải đẹp prà cứ mình rót mình chối rồi còn mình bôi thì mũi nó miệt prà đâm bấy trên giặc cát thì trong như ta ăn chấm giặc cát thì rồi bọc prà chứ sản phẩm tiền sản thì đôi chỉ chỉnh chiên còn đài xe co xe ấy sản phẩm sợi để quạt lủng off luôn bọc quạt đi mình tự bôi thì mũi nó lôi cát để miên đi để quạt miên sản phẩm xóa lắm á hai trên giặc cát ở tỉ miên đi thà núp vào sân thì lôi cát để quạt xóa cột chùm luôn đấy cứ chùm luôn với cột chân giặc cát trên thân tại mình treo vô xong bờ rẽ phá phẳng tại bộ kiểu mùi tiền biết chết ta sẽ nãy tí mùi cứ có biết thiết tha biết đôi chỉ sử dụng vẽ năng trang quay quay để phá phẳng những cái mình này không sạch cái cái có biết thiết tha bỏ phá phẳng những biết đôi chỉ xong bờ rẽ phá phẳng thì còn lại bữa tới xong rap ta sẽ nãy tí pí để lựa lang tha cứ lùm o luôn rồi bỏ sạch đấy đi có treo cho sạch cả này thật ta quay chuyện là hàm nang rồi bỏ quần hai tao ông nào ông nào đi dương dương mà bị chà rồi cứ dương dương mà bị đứt mất thằng ta còn lực lang mình đi cứ xong hại khỏi được rồi dương mơ tim mũi còn lực lang thả dương tam hả đi ở dịch quốc an đào lọ bằng hành pháp đôi lần nữa sụp hàng đang thả nhận đại tự tu ban biển đường pháp hai mình phòng tranh sẽ cắt thì nó cứ tự tu bảo bảo cam giờ mấy ông lọ bị chà nó lui mà hai đôi lần sụp được hẳn chẳng biết đây thả tại sao thì quý còn lên làng thả phía thanh nhất đại miên được bỏ phà miên được phà nó bị trốn được không ăn thành đấy này giờ được bỏ quần áo đó lo phải chịu phà thả ở thành nhất được bàn miên được phà cứ tới đấy cho sạch cả
Ini chỉ chấm nói dùng thì mới bỏ quạt. Chấm nói dùng thì phía bỏ quạt cái quạt lượng lãng ở hả đế. Đại rí ca đòi sá hợp bắt bỏ Rasulullah mình nạch mà Amru bên Shu'aib. Quạt rí ca ở phía phục bỏ quạt hay phục bỏ quạt nó cứ lưu phí chí ta bỏ quạt. Chẳng có thả mệnh. Ta bỏ quạt thả phật bỏ quạt nắc miên sá trầy mình nạch. Bạn cho chụp Nabi Yung Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Hai sá trầy ni kết bỏ quạt sá hợp bỏ quạt tới chú mùi. Hai bên ở đây con xây được bọc con cứ vì miền con này bị xong thẳng lùm ổ thầm ở đây con cứ dương tay để lùm ổ xong rẽ nó chỉ bị xếp mấy tôi mà đây phục chơi tình ở lùm ổ luôn nữa cho sợ trái con ai con bọc con nó vẽ con này con đánh phương bị miền hỏi miền sọt miền xa tiệt lọ tiệt đó là phê nó là vì dưới bàn xu khơi con này mấy xây đó là vì xu mà đây bọc kia thà atau adina zakat hada ta nak serai men ban ceng zakat pi ni pi amih ni hai nabi jo Allah ni qala sala sadrin ma chlai ta ate ya rasulullah amin ban ceng zakat pi kong dai ni amin ceng zakat pi qala nabi ko ban ni jei te kan satrai ni wing ha ayu surruki ayu sawiri killahu bihima siwaraini min nar nabi kata nè sợi pin chết cho Allah chứ mà chả thưa con đây pi mà chùm nuôi mà là con đây mà chùm nuôi cứ con đây để thưa pi lên là cao giờ hành nằm rứ là bị đại sùng nuôi فقال أتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم chắc sợi đấy nó con là lừa chẳng con có đó con đây nó bị con mà con hay có đặt chứ vô mục là bị dương Muhammad صلى الله عليه وسلم Chúng hadis ini jawab dalam kitab kita Abu Dawud dan kitab An-Nasa'i. Hasyim Al-Albani rahimahullah dan di ulama mu'asirin kat mana dia kata di hadis yang terang-terang la ai para ba. Jadi prosen ba yang berartinya ឬ ke rieng jek srai tetu nang panyaha de ni kư ba jom dalam knong pathian abat ni tae mdong. Ko kong dai ji robas para pra. Hai Nabi ba su ampi zakat. Ya. Ampi zakat. Chẳng thông mà đa cana Nabi thay nãy chẳng ơi Allah đô con này bị lươn ở cà mà cứ chi bạp cà chẳng cana vì chi bạp cà xong nào tôi ra là robot nó quẩy dập hai tôi ra một bên chẳng xong rạp cái sản ác thị bày tì phi để lượt lan của mạnh mình đi cứ chúng nó vô một con đại rứng cứ chúng nó vô hai tình hình ảnh đây bằng hai thà robot pra cứ trời tại chọc giả cắt và sao Nabi dương Muhammad sẽ làm bán rồi miên phi ca đã toàn cảm robot Allah subhanahu ta'ala từ lỡ robot pra cứ con này con robot con một sự tình hình hai cái chúng nó chỉ bây chỉ chúng nó dùng robot để sản xuất tivi này các bạn lựa làng thà prosan bây giờ chưa sử dụng cá chấm cá chọc giả cát robot para cứ chỉ chúng nó lo bổn phận cái lái nát để lo trong sông đào thà prosan vào ngày cao hay kỳ giả mặt tạo loa thà để con này được gọi robot para này ở chọc giả cát đi coi dương luôn luôn này miền đấy thà mấy miền đấy thà về tới chưa robot sao được cả ba sao được tại tôi từ quên person mà ngay cho ta để con đây là bao pra nhưng anh đã ở trong giặc cắt đã riêng ấy đã ở chỗ anh ở trên giặc cắt dương miệng ở cả na vơn mà trên giặc cắt mình niệm chỉ chúng nói mũi đã lọ hay của mũi Islam dương bị cha nào mới Allah subhanahu taala cứ vô chúng luôn thích bẩm phất đôi dây khang đam mình vô chúng luôn là bên mà trai những sai sắp nữa nè bên này là pi đầm lăng bay chi nữa nè bởi vì kết hợp pi đầm lăng bay chi được cái pram cả nó cứ chọc cả hai chỉ pram hôn pram li bên đó đi chẳng biết đấy thật tích bằng phật hay chắc tầm rom con đây bao dương được là mà chi pi chi ai mui hay dương bầu chỗ đó tao với trời trên bằng mạng hôn tích nát chẳng mình có bay dương kinh thằng thế à đi về anh che đang bay ha chưa được vô chúng mình mỗi tháng mình chọn giặc cát đó nè mình ra sao thế đôi ở với đại tây sơn nam thì pi bạn được là chẳng ra sân vào với admin chọn giặc cát chỉ là khả năng bài dập đấy có dương mang pala so tới có chỉ là khả năng sunat đấy hay dương miệng ở cài nè đang bay vươn một vĩnh ra sân bao dương một lần rồi dương sập ra hỏi hai bài tôi về thà nên chưa vào và chấm dương miền tây lên á ở bên mặt mặt thừa vậy chân ca chưa được vô chung lần đi cứ chưa bậc cao mới đặt ra sao bậc phật đại đôi đại tây sơn nào không tây sơn nào thì phí để các bạn được lá ông pi lẽ khả năng quần dương ông pi lẽ khả năng cá chọn giặc cạn này đôi chân này chúng nói chẳng ngon này hỏi số của mỗi Islam dương cu pi cha rana trong hà ta dương cu bọc bóng rồi có dương cu cái hạt thảm mình khoa là chấm phua panh ha robot để prapran đi, cứ chạm mạnh nát dương trời tái, kết bị chà ra na chấm phua panh ha đi.
Hai mes alah mùi tiết đã chung vinh mes alah trong thà. Ta xong về rẽ pra pra. Chùm nuôn con mán. Đại rùi khuôn. Nè xong rạp ta sẽ nạc đầy lực lần thà mình chóp nè. Rư có xong nuôn đại xua thà. Sẽ trây khlác rư có bộ côn khlác. Đó sẽ gọt khlác. Ất khlác Allah hù sụp hàm ta lá. Đó ngay đại chọp giả cát. Cứ chỉ ngay đại có trấu. Pra tinh xong về rẽ tinh ấy ở trá. Dù một vẹn như khuôn. Đồng bởi ở phót chùm nuôn để cho giả cắt. Phót vì ngay để cho giả cắt các bạn. Tôi tin miệng dù mà tụ bình. Chẳng cả nghe từng ổn đi của mùi Islam mình có bày tì. Mùi là hai đây. Rút với mình mến chỉ riêng mùi xâm rạm dương lý. Sao chùm mùi nâng Allah hút xung và hàn mặt là tì. Tại tôi từ vinh cứ có bày đầy dương từng ổn đi. Trời ta bị chà rả ná. Hai kết cụ thà. Vì chỉ bảo ca mùi nâng Allah hút xung và hàn tạ là. Mình bàn dù khơi. Đối ở vậy đầy dương d chẳng chỉ cả mùi đà lọ dương ọt vọng bầy kích vế hồng phí giả cát tì. Bởi Allah hù sụp hạt là nâng đạ toàn nâng cam rò sân bà dương mình kết cứu chụp vô hòa vầy đà dương ở tuột bàn. Hai dù dương gò cua ta chọn chăm mùi tiết thà. Khân ông cả rần này là phê đà dương miên bàn đi. Dương chế chai dù rùm lên đo nét đẹp quạt hạt. Lúc phê đà dương khôn ai nhìn khai khôn ta chỉ nét quạt hạt với anh kia nâng chùi dương mình. Bộ rừng giả cát đôi đầy dưỡng đang hai ông phí. Hai phát đó lọc bởi chạy. Rừng gọi lọc đạo giả cát mà ní. Cứ đâm bấy ai mà lúc nó chết sợ lạnh thì ní. Chết xa mà kì khí ní. Khá nông sợ thả nạp hiếp nạ cả đâu. Hai dương tự ngọc ní. Rừng gọi bộ cuốn đầy miền bàn ní. Mân bọc quát thật luôn. Nâng bần to miền bàn rồi hốt đi. Sông chăm ở chú bắt. Thế ngay ní dương miền bàn. Hai dương mình prôn thư ta ở đó lọc một cọp rá. Ai thế ngay cơ rồi. Cứ chỉ bị bắt để cãi láng. Đói xa dương thuyệt luôn cơ vinh. Cứ khuyên là ngàn mối chui dương vinh thế. Nên cứ chìa bánh hà đầy bông mùi xa làm cua thì cần bị chả rần á. Hơi tệ tôn nâng bánh hà cực trọng cho bạp này ca giả cạn biệt nâng bạp này. Cứ nít con ta chìa sẽ gây sẵn khai và dương lúc chú tôn. Còn ta viên ở miền ai miền chả lọc vào hồng chả rần này lần kết thà chuôn cá dương lược lãng kết thà về cực bốn. Mà ta vì chìa chùm nâng bạp thác lạ là tệ tôn nâng bánh hà ta xùm nua nâng ai cợt miền lãng. Còn ta dương gọn đăng thà ta mấy tộc bóng bố tờ cá. Chùm lao dạ vầy phụt bà gọt cho những ai chứ ca chạy dùng lệ khí nha tham ca xùm nu xu xoay dùl bằng to tiết ông phí ủng sợ sợ trình xinh là bây ở gọt bàn bỏ sài của đôi chì phần dùl bằng thánh của thông mặt đá cứ hụt công được mùi mùi từ mây tộc bóng bóng tới cái chuộc nẹ đẹp chạy đăng đàm bây gọt chuối phần dùl bằng thánh của viên miên nâng cao lẹ khả nạc lúc lẹ trả ơn chung bình mây xả lạc tự hỏi những ngọt chất chư mùi này chứ dương trời được ngọt chết chìm mùi nâng ở vầy đó Allah bàn công đoàn mốc. Dương trời sẵn khâm chú bác ha. Allah nâng sổng vinh. Hay Allah nâng sở lành. Chúng phụ bục côn là hai đại bán. Sang nữ ông phụ lõ sở ta ở vầy đó Allah chân càng phục hạ. Nhưng xong tôi Allah hút xung hoàn toàn là chân mình chẳng Allah có rì kì ở dương tượng ọc ni ở bàn trái trán. Nâng đoàn nữ bà rạc rạc mắt từ lưu rì kì đó Allah mạng bọt áo. Hay xong Allah chân mình chẳng bà kết tùn đi xâm rạm để đem ai bấm pin nữa cả tập bậc cảnh nữa vậy là kẹt cục rắn sầm nạp cao bấm pin cả tập cảnh bậc kế khi bị xét cứ ca sẽ cả ngày ai pro giả cả cứ chỉ lúc con bôi thân cùng làm một con Islam đôi giờ dương màn rung lực bạc ní hơi sông mòn lọt đọt phật bồn tự tạm ở vậy đây bậc quân mình đẹp bấm pin tạm ở vậy đó là chìm chặt trong bạn hơi giờ và sau là Nabi Nam Muhammad wa ala alihi wasallam alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.